Rồi quý vị combo 582 quý vị ơi, 6 cây 300k 3 phút ship luôn nha quý vị. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển khoản trước ha. Đầu tiên là cây găng tua hú nha. Này hàng mót mót lại bán nha chứ không còn nữa. Cây này cây cây thanh mai nha quý vị, cây này hiếm lắm, trong mấy cái mai chú thủy nó giờ đâu có ai làm nữa nha. Gọi là cây thanh mai nha. Nó lá nó nhỏ xíu luôn mà đen thùi luôn ha. Nó khác là ba xưa khác nha, kim thanh mai khác nha. Cây này cây dâm bụp Đài Loan nè. Đó. Còn cây này là cây sâm hương nó có chậu luôn nè. Đó. Về chú vị chỉnh cái dáng thẳng thẳng lên nha, tôi vô đây rồi nó nghiêng qua nghiêng lại. Mà nó sống khỏe lâu lắm rồi nha quý vị. Cây này là nó ăn đặt cái bầu luôn rồi. Vô vô chậu này cả năm rồi. Cây số 5 là cây sâm hương luôn rồi. Cây số 6 là cây chăn sen nha. Rồi xuống luôn nha quý vị. 300k bao cái ship ha.